Hello, xin chào mọi người đã trở lại với Tinh Hoa Võ Thuật. Một câu hỏi rất là một câu hỏi rất là đặc trưng, rất là dễ gặp, đó là chúng ta mà rất là thường xuyên mà chúng ta thường nghe thấy, đúng không? Và hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn một điều này, đó chính là học võ gì để tự vệ là tốt nhất. Đây là một cái vấn đề rất là hay, đúng không? Và rất nhiều người trong chúng ta không thể hiểu điều này ha. Ngay cả người trong võ thuật nhiều người cũng không hiểu được. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, sẽ phân tích cho các bạn, vậy thì chúng ta nên học võ gì là ngon nhất, là gọi là chuẩn nhất và tốt nhất cho chúng ta ha. Rồi, mời các bạn cùng đón xem clip ngày hôm nay. Rồi, vậy thì chúng ta cần học võ gì là tốt nhất? Đây là chúng ta không có nói chuyện là tự hào dân tộc hay là tự ái gì đấy nha. Chúng ta không có nói chuyện đó, mà chúng ta nên phân tích một góc độ khách quan ha. Mình sẽ đứng góc độ khách quan. Cho nên các bạn thấy mình không? Mình đâu có dám đấu mặc áo võ cổ truyền hay võ tây đô võ gì đâu. Mình mặc một áo bình thường, là ở góc độ khách quan cho các bạn dễ hiểu. Vậy thì chúng ta học võ gì là để tự vệ tốt nhất? Rồi, mình sẽ xét từ từ. Nếu như các bạn muốn học tự vệ tốt nhất theo mình thì các bạn nên học Muay Thái. Nên các bạn nên học Muay Thái là cái môn võ mà tính thực chiến cực kỳ cao, rất là sát thương, rất là cao ha. Các bạn chưa hiểu Muay Thái là cái gì, các bạn nên tìm hiểu võ Muay Thái. Vì tại sao mình lại nói Muay Thái mà mình không gọi là võ cổ truyền Việt Nam? Mình không có kiểu như là gọi là lúc nào cũng Việt Nam, lúc nào cũng Việt Nam ha. Việt Nam có cái yếu điểm, Việt Nam có cái khuyết điểm, nước nào cũng có thế thôi ha. Cho nên chúng ta cái gì á tốt thì mình tự hào, cái gì xấu á, cái gì mà không tốt á thì mình phải khắc phục, sửa đổi ha. Điều đó là điều mà chúng ta phải hiểu điều đó, chứ đừng có kiểu như là tự ái vặt. Có nghĩa ví dụ như là cái gì mình cũng cho là mình là tốt á thì không được, đúng không? Cái gì mình cũng cho Việt Nam mình là tốt thì không được, cái đó là sai. Cái đó là các bạn có cái góc độ mà không có khách quan. Chúng ta cần phải khách quan thì chúng ta mới cầu tiến được, mà cầu tiến các bạn mới giỏi được nha. Các bạn lưu ý điều đó. Vậy thì muốn mình nói chuyện võ này, theo mình, các bạn muốn tự vệ thật tốt thì các bạn nên học Muay Thái chứ không phải là võ cổ truyền Việt Nam. Các bạn lưu ý điều này nhá. Tại sao mình sẽ phân tích cho các bạn? Bắt đầu có nhiều người bắt đầu sửng cồ lên, đúng không? Bắt đầu nhiều người bắt đầu ui anh dạy võ cổ truyền mà anh lại không nên học võ cổ truyền tự vệ là sao nhỉ? Bắt đầu tự ái lên, có nhiều người nói là thôi các bạn đừng học võ cổ truyền để tự vệ, bắt đầu tự ái lên. Võ cổ truyền của tôi hay lắm, võ cổ truyền của tôi là nhiều chiêu độc lắm. Từ từ mình phân tích cho các bạn. Những người như vậy thì chúng ta không thể giỏi được. Các bạn lưu ý nhá. Mình phân tích cho lại cho các bạn sơ sơ tại sao mình lại nói học Muay Thái hoặc là các bạn nên học võ tổng hợp MMA để các bạn tự vệ là tốt nhất cho các bạn. Hoặc học cùng lắm các bạn học kickboxing cũng được, hoặc là học boxing cũng được. Kickboxing là môn gọi là quyền cước. Kickboxing là chúng ta giống như boxing là các bạn học quyền ăn, là các bạn đấm, mà kickboxing chúng ta thêm cái đá nữa nhá. Tốt nhất các bạn muốn tự vệ các bạn học cái đó. Tại sao mình không phải là võ cổ truyền, không phải là cái lựa chọn đầu tiên của các bạn, không phải lựa chọn thứ hai, thứ ba của các bạn? Có nhiều lý do lắm. Giống mình đã phân tích trong nhiều clip cho các bạn ha. Võ cổ truyền, điểm mạnh của võ cổ truyền là cái gì? Đó chính là quyền thuật và binh khí. Đó là hai cái thứ mà mạnh nhất trong võ cổ truyền. Các bạn lưu ý điều này nhá. Mình là một người thầy trong võ cổ truyền nên mình khẳng định điều này cho các bạn xem. Các bạn lưu ý nhá. Chắc chắn có người sẽ có ý kiến là võ cổ truyền đâu phải anh ơi, võ cổ truyền là mạnh nhất là đối kháng. Thì tùy các bạn á. Các bạn nhìn sao cũng được, nhưng mà đối với mình, võ cổ truyền mạnh về binh khí và quyền thuật. Nếu bạn nào đồng tình với mình điều này thì cảm ơn các bạn, còn bạn nào mà không đồng tình thì thôi. Chả sao cả, cuộc sống này chúng ta đều khác biệt ha. Chúng ta đều có cái góc nhìn cuộc sống nó khác nhau ha. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình là một người thầy võ, mình có cái cách nhìn theo cái không phải chủ quan của mình đâu, mà cái góc độ của mình các bạn biết rồi đó. Mình đã làm võ thuật, mình làm rất nhiều thứ về võ thuật ha. Làm rất là nhiều võ cũng như là làm rất là nhiều. Mình dám chắc với các bạn 27 võ quy định của võ cổ truyền mình thuộc lầu. Mình có thể đánh bất cứ lúc nào 27 võ quy định. Rồi chưa nói là 3 bài căn bản công pháp của võ cổ truyền, bài 27 động tác, 36 động tác, 45 động tác, mà chưa nói bài 27 động tác mình có 2 bài 27A, 27B nữa. Coi như là bài nào mình đánh ok hết. Đấy là 27 võ quy định cộng với 4 bài căn bản công pháp. Đấy là mình nói sơ sơ nha. Là mình đánh thuộc lâu hết rồi, mấy bài đó mình đánh hết rồi. Chưa nói những bài nội phái nữa, bài nội phái các bạn không biết đâu. Ví dụ như là song phượng kiếm chẳng hạn. Hay là có rất là nhiều bài nội phái mà các bạn sau này mình sẽ liệt kê cho các bạn ha. Nhưng mà mình có thể đánh được hàng chục bài mà mình quên ít nhất bây giờ mình quên 40 bài, mình 40 bài võ mà mình quên rồi đó. Đó mình nói sơ sơ nha, không phải là mình cái thằng mới học võ cổ truyền đâu. Mình là cái người học võ cổ truyền cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi ha. Cho nên các bạn lưu ý. Nhưng mà tại sao mình lại không bân võ cổ truyền? Ở đây mình không nói chuyện bân hay là gọi sao nhỉ?
dùng cái từ gì ta, bân hay là kiểu kiểu dạng dạng vậy đó. Không phải là mình bân hay không bân, mà cái chuyện ở đây á là mình ở cái góc độ khách quan. Võ nào mạnh thì mình nói mạnh, võ nào yếu cái gì thì mình nói yếu cái đó. Mình không có cái chuyện là võ này mạnh này mình nói yếu, mà võ kia yếu mình nói mạnh ha. Võ cổ truyền các bạn lưu ý, hay là võ thiếu lâm thế thôi. Tại sao võ cổ truyền chúng ta không có đánh lên những cái giải lớn của thế giới được? Nó có lý do, bởi vì võ cổ truyền không chuyên về đối kháng. Các bạn lưu ý nha, những cái động tác đối kháng trong võ cổ truyền ấy cũng rất là nhiều đòn người ta, các thầy á tập luyện của boxing, tập luyện của quyền ăn, tập luyện của võ tổng hợp đưa vào, chứ không thực ra trong võ cổ truyền á có nhiều đòn không phải của võ cổ truyền, các bạn lưu ý nhá. Thứ hai, tại sao Muay Thái mình lại nói ưu tiên học Muay Thái để tự vệ? Bởi vì Muay Thái nó là chuyên về đối kháng. Các bạn thấy Muay Thái đúng không? Nó luyện rất là, thứ nhất Muay Thái luyện về thể lực, thứ hai Muay Thái luyện về đối kháng. Hai mà thể lực và đối kháng là hai cái yêu cầu tối thiểu trong một trận chiến, tối thiểu trong một cái cuộc đấu đó. Vậy thì cho nên mình ưu tiên học Muay Thái đó. Muay Thái các bạn nên tập nhé, nên tập Muay Thái để chúng ta sẽ có những cái đòn đánh tổng hợp hơn. Muay Thái vừa được đấm, vừa được đá, vừa đánh, vừa được. Đánh trỏ vừa đánh gối ha. Rồi còn các bạn muốn tổng hợp hơn thì các bạn nên tập võ tổng hợp MMA. Võ MMA là gọi là võ tổng hợp nhá. Thì các bạn sẽ được tham gia tập luyện, nói chung là tập vừa đấm vừa đá, vừa trỏ vừa gối, vừa vật vừa khóa xiết, đè xuống đất vẫn đập được. Còn nhiều võ là đè xuống đất là không được đánh nữa. Vậy thì á, giống như võ cổ truyền đi, mình nói chuyện đó đó võ cổ truyền đi. Võ cổ truyền á không được đánh trỏ, không được đánh gối. Vậy thì nếu mà ra ngoài đời á, các bạn tự vệ đúng không? Các bạn gặp một cái thằng đánh trỏ gối, đánh Muay Thái đi, các bạn chưa chắc. Nếu các bạn đấm và đá dở, nó ôm tiếp cận gần và nó chơi trỏ một phát coi như nó rách rách mặt, rách mắt liền. Các bạn xem những cái trận đấu lớn đi, cù trỏ nó sắc lắm, đánh cù trỏ trượt qua một phát coi như rách mắt liền, rách hở thịt ra luôn á. Các bạn lưu ý, ghê lắm, không phải là dao với rách đâu, cù trỏ cũng vậy. Hay là tiếp cận gần nó ôm gối nó chơi một phát thì chết rồi. Võ cổ truyền trong đối kháng thì lại cấm điều đó, không chơi trỏ gối. Và mình thấy cấm là cái điều phi lý. Tại sao chúng ta phải cấm? Sau này hy vọng sau này tương lai võ cổ truyền sẽ công khai cho chuyện đấu võ đài được đánh trỏ gối và bớt cái áo giáp đi. Cho áo giáp vô nó lại không có tính thực chiến cao. Đó, các bạn thấy Muay Thái đi. Khi mà chúng ta đấu võ đài chúng ta phải đẩy cái tính sát thương lên thật cao. Chúng ta phải đẩy lên cái mức gọi là thấy được cái sự nghệ thuật. Tại vì chiến đấu nó là cái nghệ thuật chiến đấu, chúng ta gọi là nghệ thuật chiến đấu. Nó là cái bản năng của con người khi mà chúng ta cần chiến đấu để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình hay bảo vệ gì đó, giống con vật vậy. Nó phải bảo vệ đồng loại của nó, đó, thì đó gọi là bản năng chiến đấu. Vậy thì con có cái duy nhất có con người mình là mình cái khả năng chiến đấu con người mình được nghiên cứu, nghiên cứu rồi được chắt lọc những cái gì hay cái gì dở ra thì chúng ta nó chuyên nghiệp hơn. Còn con vật nó chỉ biết đánh như vậy, nó chỉ biết cắn như vậy thôi. Còn con người mình cũng biết chiến thuật, biết lừa, biết này này cái kia, và nó có cái nhân văn, có cái đạo đức đó. Con người mình có cái điều đó, cho nên á sau này mình hy vọng là tương lai đấu chiến đấu cũng vậy, võ cổ truyền cũng thay đổi nhiều điều rồi. Chưa nói là những cái môn vật BJJ chẳng hạn. BJJ là cái môn vật mà chúng ta đè ra, chúng ta vật ở dưới đất. Vậy thì võ cổ truyền mà bị vật xuống đất là con chết tươi. Võ cổ truyền bị vật xuống đất đâu biết đánh gì đâu. Có cái thằng mà chuyên tập vật á, nó vật các bạn xuống nó bẻ khớp, nó vặn cổ các bạn như chơi. Còn cái võ cổ truyền thì rớt xuống đất chả biết làm trò gì hết á. Bởi vì võ cổ truyền không dạy vật, không dạy vật, bởi vì đòn vật là đòn cấm, không dạy đòn đánh ở dưới đất đó. Cho nên á đó là yếu điểm, chúng ta cần phải sửa đổi điều đó ha. Rồi trỏ gối không đánh dần dần mai một, võ cổ truyền nó sẽ mai một cái đòn trỏ gối. Tại sao trong căn bản công pháp nó có bộ chử là đánh trỏ, nó có đòn trỏ hết, nhưng mà trong đối kháng lại không cho đánh. Vậy thì chúng ta nó bị thu chột đi dần ha. Tự nhiên cái gì chúng ta làm nhiều nó mới quen được, chúng ta cọ sát nhiều nó mới quen được ha. Chuyện đâu phải nói chuyện lý thuyết, tôi đánh trỏ vô đánh trỏ sao được, hàng ngày phải đánh trỏ thì chúng ta mới đánh trỏ được ha, hay hàng ngày tập vật mới vật được. Cho nên các bạn á, thì muốn học tự vệ chúng ta nên học những cái môn ưu tiên cho các bạn này. Mình nói rõ ràng là không ở đứng ngã môn võ nào hết, môn nào hay mà nói hay ha. Thứ nhất là Muay Thái là cái môn các bạn nên tập, bởi vì Muay Thái tập chuyện tập ngoại công rất là tốt, rồi tập đánh trỏ gối ống quyển đánh rất là hay ha, cả đấm cũng học. Nói chung là Muay Thái hay lắm, các bạn nên nghiên cứu trên mạng nhiều lại nhá. Muay Thái là một, sau này mình sẽ hướng dẫn nhiều vài chiêu Muay Thái cho các bạn tập nha. Rồi thứ hai,
cái môn à, đó là môn võ tổng hợp MMA. Các bạn nên tập tìm những môn đó, hoặc cùng lắm các bạn tìm môn boxing là chuyên đấm, các bạn lên chỉ học đấm thôi. Môn quyền ăn á, các bạn lên học đấm, không học quyền thuật nhé, không có đứng múa quyền nhé, các bạn muốn tự vệ mà thì chúng ta nên học cái đó ha. Hay là kickboxing, các bạn lên tập tập đá đấm luôn, trực tiếp luôn, lên tập thể lực, khởi động thể lực xong rồi vô đấm đá luôn, chứ không có kiểu đứng múa quyền. Rồi thứ hai, nếu các bạn muốn đấy là các bạn muốn tự vệ đúng không, còn bạn nào mà muốn múa quyền đẹp, muốn đánh binh khí tốt thì các bạn nên chọn ưu tiên số 1, đó là võ cổ truyền Việt Nam. Ưu tiên số 1 là các bạn nên học võ cổ truyền Việt Nam nhé. Đây mình nói lại cho võ cổ truyền này, nếu các bạn muốn học quyền, múa quyền đẹp, đánh quyền dẻo, đánh binh khí tốt, binh khí là tổng hợp lắm, thập bát binh khí của võ cổ truyền võ thiếu lâm nhiều lắm, đao kiếm thương nhuyễn tiên nhị khúc tam khúc dùi cui rồi chùy sắt chùy gai chùy đinh rồi xích sắt song xích rồi đao to đao nhỏ rồi song đao rồi song tô rồi lưỡi liềm rồi đao phủ các kiểu, nói chung là tất cả mọi loại binh khí trong võ cổ truyền đều có cả, các bạn yên tâm nhé, bù cào hay là liềm hái đều có hết. Ưu tiên nếu các bạn muốn giỏi binh khí, các bạn nên học võ cổ truyền, được chưa? Ưu tiên số 2, các bạn muốn học một môn võ nữa, đó là môn Wushu Trung Quốc, được chưa? Đó là môn võ Wushu, là môn võ tổng hợp của Trung Quốc, gồm có thiếu lâm, nga mi, võ đan, không động có đáy gì đó vân vân, rất là nhiều môn võ của võ Trung Quốc, các bạn nên học điều đó nhé. Ưu tiên nếu muốn học giỏi quyền binh khí, các bạn học ưu tiên số 1 võ cổ truyền Việt Nam, thứ hai là Wushu, còn gọi là hay là các bạn học thiếu lâm cũng được, học này kia ha. Rồi nếu mà nó muốn tự vệ, các bạn nên học Muay Thái hoặc là học võ tổng hợp MMA, được chưa? Đó là mình nói chi tiết cho các bạn rồi nha. Còn có gì thắc mắc thì các bạn cứ đăng ký luôn. Có gì thắc mắc thì các bạn bình luận bảo thắc mắc, các bạn đi băng đăng ký. Các bạn thích cân thì các bạn bấm nút đăng ký, bấm quả chuông nha. Còn nếu các bạn mà thắc mắc thì các bạn cứ bình luận phía dưới, có ý tưởng gì hay các bạn bình luận phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp hết sức gần gũi dễ hiểu cho các bạn ha. Rồi clip đã dài rồi, vậy thôi, mình sẽ nói nhiều vấn đề khác, giải thích cho các bạn ở phần khác nha. Rồi tạm biệt nha, bye bye.